Chào các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Cô rất vui vì trong những tuần học vừa qua, các em đã rất tích cực trong học tập. Cô đã nhận được mail của các em. Cô khen ngợi tinh thần học tập của tất cả các em. Cô mong các em sẽ giữ vững tinh thần ấy trong tất cả những bài học tiếp theo nhé. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài 16, quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Ở phần một La Mã chuyện đọc, một bài học, phần này cô khuyến khích các em tự tìm hiểu ở nhà nhé. Câu chuyện này là hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều người đó các em ạ. Từ việc răng bẫy bằng dây điện diệt chuột cứu lúa, ông Hùng đã vô tình khiến cho người hàng xóm bị điện giật chết. Chúng ta thấy trong cuộc sống, đôi khi mình làm những việc mà không suy xét kỹ sẽ để lại vô cùng nghiêm trọng. Ông nỡ đã chết, người chết rồi thì không thể nào sống lại được. Tính mạng của mỗi con người là vô cùng quý giá, phải không các em? Về phần ông Hùng, đã bị truy tố và xét xử. Điều này cho thấy pháp luật nước ta rất nghiêm minh, luôn bảo vệ tính mạng của công dân. Như vậy, dù vô tình hay cố ý, thì mọi việc làm xâm hại đến thân thể, tính mạng của người khác đều là trái pháp luật. Vậy các em có muốn biết tội vô ý giết người phải chịu hình phạt như thế nào không? Trong bài này cô sẽ bật mí cho các em biết nhé. Trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, điều 128, tội vô ý làm chết người. Khoản 1, người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2, phạm tội làm chết 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Như vậy, để ta thấy pháp luật nước ta đã có những quy định cụ thể cho từng hành vi vi phạm và sẽ có những mức phạt tương ứng. Để tìm hiểu kỹ hơn, cô trò mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo của bài nhé. Hai La Mã nội dung bài học. Trước tiên, các bạn hãy giúp cô trả lời một câu hỏi. Theo em, đối với mỗi người chúng ta, những gì là quan trọng, quý giá nhất? Các em hãy theo dõi đáp án của cô, xem có giống với câu trả lời của mình không nhé. Đối với mỗi người thì tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là quan trọng nhất. Vì nếu mất đi rồi thì sẽ không thể nào tìm lại được. Để có thể khẳng định chắc chắn hơn điều này, chúng ta sẽ tìm hiểu phần một nhỏ của bài nhé. Một nhỏ, quyền được bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Đầu tiên cô sẽ giải thích từ bảo hộ. Bảo hộ có nghĩa là bảo vệ, che chở. Để biết được nhà nước bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân bằng cách nào thì chúng ta sẽ cùng giải quyết một tình huống sau các em nhé. Nam và Sơn là học sinh lớp 6B ngồi cạnh nhau. Một hôm, Sơn bị mất chiếc bút máy rất đẹp vừa mới mua. Tìm mãi không thấy, Sơn đổ tội cho Nam lấy cắp. Nam và Sơn to tiếng, giận quá, Nam đã xông vào đánh Sơn chảy máu mũi. Cô giáo đã mời hai bạn lên phòng hội đồng kỷ luật. Cô hỏi chính là nhận xét về cách cư xử của hai bạn Nam và Sơn trong tình huống trên. Cách cư xử của Sơn là sai vì chưa có chứng cứ đã khẳng định Nam lấy cắp, như vậy đã xâm phạm tới danh dự nhân phẩm của bạn. Cách cư xử của Nam cũng sai vì không khéo léo giải quyết mà lại đánh bạn chảy máu mũi, như vậy Nam đã xâm phạm bất hợp pháp đến thân thể của Sơn, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Như vậy, cả hai bạn đều có hành vi vi phạm pháp luật đó các em và đã được quy định rất rõ trong Bộ luật Hình sự nước ta. Cô sẽ giới thiệu cho các em một số điều luật cơ bản để các em nắm được và có những cách ứng xử phù hợp khi đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống. Điều 134, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.
thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tùy từng trường hợp. Các em muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tìm đọc Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 155, tội làm nhục người khác. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Điều 156, tội vu khống. Tội vu khống ở đây các em có thể hiểu đơn giản. Đây là hành vi cố ý nói những điều không đúng về người khác nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Còn tùy từng trường hợp cụ thể như thế nào thì các em sẽ tiếp tục tìm hiểu trong Bộ Luật Hình sự nhé. Em hãy nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân mà em biết. Thực tế trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bắt gặp những hành vi xâm phạm tính mạng, danh dự, nhân phẩm của công dân. Ví dụ như là đánh người, dùng lời lẽ thô tục xúc phạm người khác, giết người cướp của, hàng xóm xô xát chửi bới nhau, đua xe, lạng lách gây thương tích cho người khác, bạo lực trong gia đình, chồng đánh đập vợ, bố mẹ đánh đập con cái, bịa đặt nói xấu người khác trên Facebook, vân vân. Đây đều là những hành vi vi phạm pháp luật đáng bị lên án nhé các em. Dựa vào những quy định cụ thể của pháp luật sẽ là căn cứ để trừng phạt những người có hành vi xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. Chính vì vậy, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là quyền rất quan trọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mọi công dân. Bây giờ các em theo dõi kỹ và ghi nhớ khung này cho cô để sau này chúng ta có thể vận dụng để làm bài tập nhé. Vậy chúng ta có thể đi đến kết luận. Quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là quyền cơ bản, là quyền quan trọng nhất, đáng quý nhất. Ta tìm hiểu qua phần 2 nhỏ, pháp luật quy định. Cô sẽ giới thiệu cho các em một chút. Các em quan sát hình ảnh sẽ thấy được hiến pháp hiện nay chúng ta đang sử dụng là hiến pháp năm 2013. Và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm sẽ được quy định rõ tại Điều 20 trong Hiến pháp. Điều 20, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, xúc phạm, danh dự, nhân phẩm. Khoản 2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án Nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quá tang, việc bắt, giam giữ người do luật định. Điều 19. Mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. Các em sẽ trả lời cho cô một câu hỏi thực tế nhé. Khi COVID-19 xuất hiện, nhà nước ta đã có những biện pháp ứng phó nào và mục đích của việc thực hiện những biện pháp này là gì? Như các em đã biết, nhà nước ta đã thực hiện rất nhiều biện pháp, ví dụ như điều trị miễn phí cho công dân Việt Nam nhiễm COVID, cách ly những người đi về từ vùng dịch, cách ly những người tiếp xúc với người bị nhiễm và xét nghiệm cho họ, thực hiện cách ly xã hội, thực hiện khai báo y tế toàn dân, cập nhật diễn biến dịch, nhắn tin nhắc nhở người dân, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, giảm tiền điện, nước, giảm giá xăng dầu,
Mục đích của nhà nước ta là bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, đẩy lùi dịch bệnh để nhân dân có cuộc sống bình yên. Như vậy để ta thấy rằng nhà nước ta luôn bảo hộ các quyền cơ bản của công dân. Chúng ta có thể ghi phần 2 nhỏ pháp luật quy định. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Cô sẽ giải thích ý thứ nhất. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Có nghĩa là không ai có quyền xâm phạm đến thân thể của người khác, trừ những trường hợp mà pháp luật quy định. Vậy thì nếu các em muốn tìm hiểu kỹ hơn về những quyền này của công dân thì chúng ta sẽ tìm Bộ Luật Hình sự chương 14 từ điều 123 đến điều 156. Cô muốn giới thiệu kỹ hơn với các em điều 132, tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Thì cô nghĩ các em nên biết, các em chụp màn hình lại và đọc nó nhé. Chúng ta chuyển qua phần 3 nhỏ, trách nhiệm của công dân. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một tình huống nhé. Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải. Nhận xét việc làm của Tuấn và anh trai trong tình huống trên, nếu em là Hải thì em sẽ có cách ứng xử như thế nào? Nhận xét hành vi của Tuấn và anh trai, hành vi của Tuấn là sai, không có chứng cứ mà chửi và rủ người đánh Hải. Tuấn đã lôi kéo người khác cùng phạm tội. Như vậy, Tuấn đã không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, thân thể và sức khỏe của Hải. Anh trai Tuấn cũng sai vì không những không can ngăn em mình mà lại tiếp tay cho Tuấn đánh Hải. Như vậy, hành vi của anh trai cũng đã xâm phạm đến thân thể, ảnh hưởng tới sức khỏe của Hải. Như vậy, trong tình huống này, Hải có thể có những cách ứng xử. Thứ nhất, Hải có thể giải thích cho Tuấn hiểu mình không hề nói xấu bạn. Thứ hai, nếu như khi mà bạn giải thích rồi nhưng mà bạn Tuấn vẫn không chịu nghe, thì Hải phải tìm cách bảo vệ mình bằng cách là có thể chạy đi hoặc là hô hoán để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau đó là có thể thông báo cho bố mẹ mình, bố mẹ Tuấn, thầy cô giáo hoặc chính quyền địa phương để tìm cách giúp đỡ. Như vậy, khi bị người khác xâm phạm về thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, chúng ta cũng cần phải biết tự bảo vệ mình, tố cáo những hành vi sai trái để nó không tiếp diễn nữa. Đồng thời, chúng ta cũng nên biết tôn trọng thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác để không có những hành vi vi phạm pháp luật giống như hai anh em của bạn Tuấn nhé. Sau phân tích tình huống thì chúng ta có thể kết luận được trách nhiệm của công dân là tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác, tự bảo vệ quyền của mình, phê phán, tố cáo những việc làm sai trái. Chúng ta cùng làm bài tập để củng cố bài nhé. Hà là học sinh lớp 6, hàng ngày Hà phải đi bộ từ nhà đến trường. Con đường này thường vắng vẻ và thỉnh thoảng em gặp một nhóm con trai lớn hơn em. Nhóm này thường trêu chọc, giật tóc và đụng chạm vào người Hà. Hãy đánh dấu ít vào ô trống tương ứng thể hiện cách ứng xử đúng. A. Hà mắng và còn cãi nhau với đám con trai. B. Hà sợ hãi không dám đi học nữa. C. Hà không có phản ứng gì và không dám nói cho bố mẹ biết vì sợ bố mẹ không cho đi học nữa. D. Hà tỏ thái độ phản đối nhóm con trai và báo cho cha mẹ, thầy cô giáo biết. Đương nhiên chúng ta sẽ chọn đáp án D, vì làm như vậy chính là chúng ta đang tự bảo vệ mình. Nếu ta im lặng chính là đang tiếp tay cho kẻ xấu tiếp tục hành vi sai trái của mình.
em. Suy nghĩ của em về câu nói ở nhà là yêu nước. Hãy kể những việc làm của em khi ở nhà, thể hiện em đã thực hiện đúng chỉ thị của nhà nước, góp phần chặn đứng đại dịch. Câu nói này là đúng phải không các em? Việc cách ly xã hội vừa có lợi cho bản thân mình, vừa có lợi cho mọi người. Đây chính là việc làm bảo vệ sức khỏe, mạng sống cho cộng đồng, giúp nước ta không bị vỡ trận, khó kiểm soát dịch bệnh giống như một số nước trên thế giới, đồng thời giúp nước ta trở thành điểm đến an toàn, thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Chính vì vậy, khi ở nhà, các em cần thực hiện những việc làm để bảo vệ sức khỏe cho mình. Ví dụ như chúng ta có thể là ăn chín uống sôi, đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hàng ngày, theo quy trình 6 bước, thực hiện khai báo y tế, có thể phụ ba mẹ những công việc vừa sức, đặc biệt là không quên tích cực học tập để có vừa củng cố kiến thức nha các em. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong bài 16, quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Bây giờ chúng ta lấy tập bút ra ghi bài cho cô nhé.